Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng dành cho chương trình Giảm nghèo Nam Trà My do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Nam Trà My thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam vừa quyết định thành lập đoàn kiểm tra về tình hình thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại các địa phương năm 2024. Đoàn kiểm tra gồm 12 thành viên thuộc các đơn vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Y tế. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tình hình, kết quả thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tại các địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2024 theo nội dung, xây dựng hệ thống văn bản, hướng dẫn thực hiện dự án thành phần theo phân cấp, công tác truyền thông, tăng cường năng lực quản lý, thực hiện nội dung, hoạt động dự án thành phần, kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, hoạt động dự án thành phần. Việc xử lý các vấn đề vi phạm đã được cơ quan có thẩm quyền phát hiện nếu có, khó khăn vướng mắc phát sinh và kết quả xử lý. Kết thúc đợt kiểm tra, đoàn kiểm tra có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh và thông báo kết quả cho các địa phương được kiểm tra. Truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng vận động hộ nghèo, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Thời gian qua, huyện Nam Trà My đã và đang đẩy mạnh truyền thông theo hướng khai thác người thực, việc thực. Theo đó, huyện Nam Trà My và các địa phương tập trung tổ chức nói chuyện chuyên đề, phổ biến cho hộ nghèo và các chế độ chính sách hỗ trợ người dân trong chương trình giảm nghèo, kinh nghiệm, gương điển hình về giảm nghèo tại cộng đồng dân cư. Các nội dung truyền thông để phổ biến tại các buổi sinh hoạt cộng đồng có chủ đề về công tác giảm nghèo và tuyên truyền phổ biến thông qua các hoạt động thông tin lưu động ở cơ sở, ưu tiên thực hiện trên đài truyền thanh xã. Các chính sách khen thưởng, động viên, sinh kế hỗ trợ cũng được ưu tiên dành cho hộ đăng ký thoát nghèo bền vững. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, thời gian qua xã Trà Yon đã đạt được những kết quả giảm nghèo ấn tượng. Địa phương này trở thành điểm sáng trong công tác giảm nghèo tại huyện Nam Trà My, hỗ trợ thiết thực giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên, làm ăn hiệu quả và thoát nghèo bền vững. Nhận thấy việc hỗ trợ cho từng hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất hiệu quả mang lại không cao, thời gian qua xã Trà Yon đã yêu cầu các hội đoàn thể phải trợ sức cho người dân, mạnh dạn đưa ra nhiều cách làm hay sáng tạo. Các hội đoàn thể địa phương xây dựng các nhóm tổ cộng đồng phát triển chăn nuôi tập trung. Cách làm này giúp mỗi hộ gia đình vừa có thể nuôi heo đen bản địa, vừa có thời gian đi làm thêm các việc khác để cải thiện, gia tăng thu nhập trong thời gian chăn nuôi. Năm 2023, xã Trà Yon đã giảm được 117 hộ nghèo và cận nghèo, vượt chỉ tiêu Ủy ban Nhân dân huyện giao là 285%. Xã Trà Yon thường xuyên tổ chức các cuộc họp thôn nóc để vận động các hộ tham gia đăng ký thoát nghèo, làm cho người dân hiểu rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các chính sách giảm nghèo bền vững cùng với các chính sách khác đang được triển khai tại xã, được lồng ghép, hạ tầng được đầu tư kèm với sinh kế người dân được quan tâm, từ đó tác động đa chiều đến quá trình giảm nghèo của hộ nghèo, cận nghèo ở Trà Yon. Thưa quý vị và các bạn, huyện Nam Trà My xác định năm 2024 tập trung triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn nhằm tạo động lực thúc đẩy sự phát triển giảm nghèo bền vững. Tuy vẫn còn nhiều khó khăn, đòi hỏi sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị cùng sự chung tay của cộng đồng để thực hiện thành công các chương trình, qua đó tạo động lực phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là tuyến đường giao thông kết nối hai khu dân cư Lấp Loa và Măng Ổi, thôn 1, xã Trà Tập. Tuyến giao thông có chiều dài gần 6 km với tổng mức đầu tư 28 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững gần 21,5 tỷ đồng. Còn lại là nguồn vốn ngân sách tỉnh và huyện đối ứng. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 11 năm 2023, nhưng do vướng mặt bằng nên chậm tiến độ. Do vậy, công trình phục vụ dân sinh này phải chuyển tiếp để nỗ lực thi công, phấn đấu hoàn thành trong năm 2024. Cảm ơn chủ đầu tư đã tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp là những cái công trình tiên tiến mình thì bàn giao mặt bằng
thì vướng đâu thì anh em chung tay để giải quyết bà con đất rừng hay đi kia đất của bà con. Trên địa bàn huyện mình thì rất khó khăn về cái nguồn vật liệu, cất đó giờ rất là khan hiếm. Nếu mà huyện có hướng để hỗ trợ cho anh em doanh nghiệp thì cất đó tại chỗ thì tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển vận động tốt hơn trong cái quá trình mà triển khai thi công. Nam Trà My đang được đầu tư bởi 3 chương trình mục tiêu quốc gia gồm giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo nghị quyết 88 và chương trình xây dựng nông thôn mới. Các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện thời gian qua tạo nguồn lực lớn trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sau khi mở cái tuyến đường đen từng thông nóc thì hiện nay thì người dân đã rất là phấn khởi. Thứ nhất là tạo được cái việc thuận lợi đi lại cho người dân. Trong đó là đặc biệt là giáo viên ở các bản làng. Trước đây thì không có đường giao thông thì giáo viên từ xã đến thôn phải đi bộ từ 2 đến 3 tiếng. Nhưng hiện nay sau khi mở tuyến đường giao thông thì hầu hết thì việc mà đi lại của giáo viên rất là thuận lợi. Bây giờ là người ta đi bằng cái phương tiện, bằng xe máy. Khó khăn của địa phương trong quản lý thực hiện dự án đó là việc chậm giải phóng mặt bằng, thời tiết mưa nhiều đã ảnh hưởng đến khối lượng thi công. Thêm vào đó, giá vật liệu tăng cao, nguồn cung các loại vật liệu thông thường khan hiếm nên phải vận chuyển từ các tỉnh khác. Công tác lập thủ tục rườm rà ảnh hưởng đến tiến độ lựa chọn nhà thầu xây lắp, triển khai thi công và giải ngân nguồn vốn đúng quy định. Một số công trình dự án phải điều chỉnh thiết kế cho phù hợp mới có thể hoàn thành trong năm 2024 này. Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My cũng đã yêu cầu các đơn vị thi công, địa phương nỗ lực hợp tác để đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 một cách tốt nhất. Hàng tuần là phải nghe các cơ quan chuyên môn báo cáo công tác đầu tư công. Để trên cơ sở đó rồi chúng ta giải quyết những cái khó khăn, vướng mắc, ví dụ như nó khó khăn trong vấn đề giải phóng mặt bằng. Rồi nó khó khăn trong vấn đề nguyên vật liệu. Rồi kể cả là một số nhà thầu hiện nay đôi lúc nó cũng một số nhà thầu nó về năng lực thi công đôi lúc nó cũng còn hạn chế. Nên cũng phải đôn đốc. Và bên cạnh đó thì cũng phải phân công thường xuyên kiểm tra giám sát trong cái việc thực hiện tiến độ cũng như vấn đề giám sát vấn đề chất lượng các công trình. Được biết, tổng nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia phân bổ trên địa bàn huyện Nam Trà My là hơn 177 tỷ đồng. Huyện đã phân bổ nguồn vốn đầu tư cho 76 dự án trên địa bàn huyện, bao gồm chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, theo nghị quyết 88. Riêng chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Nam Trà My được đầu tư hơn 115 tỷ đồng cho các dự án hợp phần của chương trình. Từ đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và khu vực miền núi, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất đời sống của đồng bào. Chuyên mục giảm nghèo Nam Trà My do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Nam Trà My thực hiện. Đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.